không hổ danh là đã nữ hàng đầu của Kiss, sắc vóc quyến rũ ở tuổi 20 của Jeon Ji-hyun khiến biết bao người mê đắm. Jeon Ji-hyun luôn nổi tiếng là đã nữ hàng đầu của Kiss, là đại mỹ nhân sở hữu cả nhan sắc và body cực phẩm. Nữ minh tinh được đánh giá cao cả về dung mạo lẫn sắc vóc quyến rũ, nóng bỏng, thường xuyên gây nổ mạng xã hội với những khoảnh khắc xuất thần, đẹp rực rỡ. Mới đây nhất, dân tình lại được dịp nháo nhào trước loạt ảnh Jeon Ji-hyun đi quay quảng cáo năm 20 tuổi. Chỉ là những tấm hình chất lượng thấp chụp vào gần 20 năm trước nhưng dung nhan và vóc dáng nổi bật của Jeon Ji-hyun vẫn đủ sức hấp hồn fan. Phong thái tự tin, cá tính đúng chất đã nữ cùng khí chất nữ thần ngút ngàn của nữ diễn viên vì sao đưa anh tới, hóa ra đã hiện hữu sẵn từ thập kỷ trước. Đặc biệt, đôi chân dài cực phẩm và vòng eo con kiến săn chắc của Jeon Ji-hyun hoàn toàn chiếm trọn spotlight, khiến netizen đồng loạt mắt chữ A mồm chữ O. Đôi chân của cô có thể được so sánh như đẳng cấp Lisa, Blackpink. Bây giờ, loạt ảnh cực phẩm khi mở chảnh, đi quay quảng cáo năm 20 tuổi đột nhiên gây sốt trở lại. Nhan sắc cực phẩm, thân hình nóng bỏng, quyến rũ, Jeon Ji-hyun quả không hổ danh là đã nữ hàng đầu của màn ảnh Hàn. Đôi chân dài cực phẩm và vòng eo thon nhỏ đáng ngưỡng mộ của nữ minh tinh chiếm trọn sự chú ý. Dù là ăn mặc theo phong cách thời đó, nhưng Jeon Ji-hyun vẫn tỏa ra khí chất thời thường, sành điệu hết sức. Nhan sắc và dáng vóc của Jeon Ji-hyun từ lâu đã được netizen hết lời ca tụng. Thời điểm mới ra mắt năm 1997, vẻ đẹp thanh khiết, ngây thơ lại pha nét cá tính, lanh lợi, hoạt bát của Jeon Ji-hyun được nhận xét là thổi cơn gió lạ vào Kiss. Chưa kể, do xuất thân là người mẫu, nên nữ diễn viên sinh năm 1981 còn có lợi thế chiều cao 1m72 và hình thể nóng bỏng, ba vòng quyến rũ. Từ gương mặt cho đến dáng vóc của Jeon Ji-hyun đều hoàn mỹ hết mức, không có điểm nào để chê. Bởi vậy chẳng có gì ngạc nhiên khi nữ diễn viên được gọi là biểu tượng nhan sắc Hàn Quốc. Video liên quan body cực phẩm giúp Jeon Ji-hyun trở thành một trong những mỹ nhân sở hữu ngoại hình hoàn mỹ nhất Kiss. Thuở mới ra mắt, Jeon Ji-hyun gây sốt với nhan sắc tự nhiên, vừa cá tính vừa dịu dàng, thanh khiết đến lạ. Cho đến nay, khi đã sắp bước sang đầu 4 và trải qua 2 lần sinh nở, ngoại hình và khí chất của nữ minh tinh vẫn không hề thay đổi mà thậm chí, theo thời gian, càng ngày càng chín mùi và lên hương. Theo son trí thức trẻ Let's Explore X, Y.